Diệu Hàng Bà La Môn, đó là hữu thơ của Hòa Thượng Gia Đức. Dạ con xin gửi mít ra đạo tràng ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, cho con được trả bài câu Pháp Cú 416. Trời, màn hình là mất hết, mạng yếu màn hình. Vô thế tàn hành bá hành tòa ná á nà gà rồ bá rít bá chề tàn hà phá vá bá rít chi nành tá ma hành rồ mi rầm ma nành dồ thế tàn hành bá hàn toàn ná á nà gà rồ bá rít bá chề tàn hà phá vá bá rít chi nành tá ma hành rồ mi rầm ma nành. Ai ở đời đoạn ái bỏ nhà sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. Đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin được kệ. Vô tha ta hăng bà hăng tua na anagaru bà rít ba chê tàn hà pha ba bà rít khi năng ta ma hăng ru mi râm ba năng vô tha ta hăng bà hăng tòa na anagaro bà rít ba chê tàn hà pha ba bà rít khi năng ta ma hăng ru mi râm ma năng. Ai người bỏ ái đi ra khước từ đời sống căn nhà thế gian, ái hữu đốt cháy tiêu tan những bậc như vậy dự hàng Bà La Môn. Và đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong, con đã trả bài xong, con mời vị kế tiếp ạ. À, xin xuống mic. Sa thú Sis Trần Phụng, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính chào đạo tràng, kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu Pháp Cú số 416. Vô tha tăng hằng bá hành tòa nát a na ga ro pa ri pa chê tăng hà phá quá pa ri khi năng tá ma hằng brum mi brahma năng. Vô tha tăng hằng bá hành tòa nát a na ga ro pa ri pa chê tăng hà phá quá pa ri khi năng tá ma hằng brum mi brahma năng. Vô tha tăng hằng bá hành tòa nát a na ga ro pa ri pa chê tăng hà phá quá pa ri khi năng tá ma hằng brum mi brahma năng. Ai ở đời đoạn ái bỏ nhà sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vô tha tăng hằng bá hằng tòa nát a na ga rồ bá rí bá chê tăng hà phá quá bá rí kỳ năng tá ma hằng brum mi brahma năng. Ai người bỏ ái đi ra hước từ đời sống căn nhà thế gian, ái hữu đốt cháy tiêu tan những bậc như vậy dự hàng Bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời Sis Ái Minh. Dạ, alo, alo, cái loa em mới bị rớt.
Nó rớt một cái bịch cái xuống đất á. Cũng nghe rõ hả chị? Dạ, em cảm ơn chị Hoa Nguyệt, chị Đặng Đông, sĩ Trần Phụng, sĩ Quang Thanh. Em tưởng ngày mai phải mất hết 300 nữa rồi. Dạ, cảm ơn Quang Thanh nhiều. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mờ Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn đức chư Phật, kính đảnh lễ ơn đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn đức chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tuệ Duyên. Ấy mình em kính chào quý anh chị, kính chào quý em. Dạ, con xin phép được trả bài câu Pháp Cú số 416. Cảm ơn huynh trưởng. 416. Vô tha tàn hân ba hà toàn na anagaro barip ba chê tàn hà pha quá barip khi nằng tát ma hằng ru mi rầm ma nằng vô tha tàn hân ba hà toàn na anagaro barip ba chê tàn hà pha quá barip khi nằng ta mang ru mi râm ma nâng. Ai ở đời đoạn ái, bỏ nhà sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, ta gọi bà la môn, bản dịch của hai thượng Minh Châu. Vô tha tánh hăng bà ha toa na anagaro bà ri pa chê tan ha pha qua ba di ki năng ta mang ru mi ram ma năng chư tha tan hằng ba ha toàn na na ga ru ba di pa chê tan ha pha qua ba di ki năng ta mang ru mi ram ma năng. Ai người bỏ ái đi ra tước từ đời sống căn nhà thế gian, ai hữu đốt cháy tiêu tan, những bậc như vậy dự hàng bà la môn. Của thư của hòa thượng giới đức. Dạ, kính mời bàn tay của quý anh chị ạ. Huynh trưởng. Dạ, sa thú huynh trưởng. Sa thú, sa thú lành thầy. Xin đại mình. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh Pháp Cú số 416. Dạ, cảm ơn các quý vị cho biết nghe rõ. Yô tha tán hăng tà hăng tà na a na ga rô pa ri ba chê tàn hà pha hoa bà rì khi năng ta ma hằng phô mi phàm ma năng yô tha tàn hằng bà hàn toa na a na ga rô bà rì bà chê tàn hà pha hoa bà rì khi năng ta ma hằng phô mi phàm ma năng yô tha tán hằng bà hàn toa na a na ga rô pa ri ba chê tán ha pa wa pa ri khi năng ta ma hằng phru mi pram ma năng. Ai ở đời đoạn ái, bỏ nhà sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, ta gọi bà la môn, bản dịch của ngài Minh Châu. Ai người bỏ ái ra đi, đi ra, khước từ đời sống căn nhà thế gian, ái hữu đốt cháy tiêu tan, những bậc như vậy dự hàng bà la môn. Bản phổ thơ của ngài Đức Nam Mô Phật Thầy Giá. À, mến mời Tina. À, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và con chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài 416. Yô tha tăng hằng pha hàn toa na a na ga ro pa ri pa che tăng hà pha wa pa ri khi năng tha ma hằng brum mi brum ma năng. Ai ở đời đoạn ái, bỏ nhà sức sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, ta gọi bà La Môn, hòa thượng Thích Minh Châu. Vô tha tăng hăng
bhahan toa na anagaro parimpache tangha bhava parinti nang tamahang bhum mi brahma nang. Ai người bỏ ái đi ra, khước từ đời sống, căn nhà thế gian, ái hữu đốt cháy tiêu tan những bậc như vậy, giữ hàng bà la môn hạnh thượng giới đức. Dạ con kính tri ân đạo quý sư và đạo tràng. Con xin cảm ơn. Dạ sa thú kính cảm ơn Thích Thi Na. Dạ cảm ơn Sức Rạng Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam mô Bích Hai Giá. Dạ cảm ơn Quang Thanh, Sức Trần Phụng, Sức Hoa Nguyệt cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ con xin được ôn bài Pháp Cú Kinh số 416. Dạ cảm ơn Minh Bà Tha Na đã cho bài học. Vô thắc ca mê bá hành tò na na ga rô ba rít ba chê ca ma pha ba tích khi năng ta ma hằng su mi sam ma năng. Vô thắc ca mê bá hành tò na na ga rô ba rít ba chê ca ma pha ba ba tích khi năng ta ma hằng su mi sam ma năng. Ai ở đời đoạn ái, bỏ nhà, sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận, ta gọi bà La Môn. Và đây là bản Chị Hòa Thượng Minh Châu. Vô thả ca mê bà hạnh to na anagaro bà rịch ba chê ca mã pha qua bà rịch khi năng tạm ma rô mì rậm ma năng. Vô tha ca mê bà hạnh to na anagaro bà rịch ba chê ca ma pha qua bà rịch khi năng tạm ma hăng su mì sam ma năng. Ai người bỏ ái đi ra, khước từ đời sống căn nhà thể gian, ai hữu đốt cháy tiêu tan những bậc như vậy, dự hàng bà la môn. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Con thành kính lãnh lễ đại đức Minh Mẫn vừa quan lâm vào đạo tràng. Và sa thú lành thai. Nhật Bình kính cảm ơn Sức Tina Vinh Quát Thanh Á, cô Ái Minh, Sức Rạng Đông, Sức Trần Phụng, Sức Trần Đạo, Sức Hoàng Thanh, cô tu nữ Tệ Duyên đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ rất là xa thú. Hôm nay Nhật Quỳnh nghe quý vị mới đọc và kể rất là hay, nhưng Nhật Quỳnh không có tặng hoa được vì Nhật Quỳnh có một việc không thể mà đến ngồi trước máy để tặng hoa. Kính mong quý vị hãy hoan hỷ cho Nhật Quỳnh và kính mong Quỳnh Quát Thanh Á, cô Tự Duyên cũng như Sức Rạng Đông hoan hỷ cho Nhật Quỳnh. Dạ bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị. Dạ mặc dù còn sớm 2 phút nhưng con thấy đại đức Minh Mẫn đã vào đạo tràng rồi. Con xin phép thay mặt đạo tràng để cung thỉnh Pháp Sư. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắn tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay câu Pháp Cú Kinh số 417. Cảm ơn Minh Quát Thanh Á đã cho bài học. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Pa Ga Qua To Arahato Samma Sambuddhassa, Nam mô Ta Sa Pa Ga Qua To Arahato Samma Sambuddhassa, Nam mô Ta Sa Pa Ga Qua To Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen
trong nước minh quang luôn chờ á, trời lớn mật đặng nhờ ánh sáng, trở hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường á, chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên Phật ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 417. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng mít đến sư ạ. Sa thú lành thay kính tri ân cô Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha. Con thành kính đảnh lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Quý vị, chúng tôi thấy quý vị chat lên nói nghe nhỏ, thành ra chúng tôi chỉnh nó to lên tí. Yeah, bây giờ chắc là nghe ok rồi. Alo 123. Dạ rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Cùng chư tôn đức hiện diện, kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Và kính tri ân quý vị đã cho biết là nghe rõ. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 417. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần rồi chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ: Hít tòa ma nu sắc căng vô găng. Hít tòa ma nu sắc căng vô găng. Đoạn thứ 2: Díp băng vô găng u bát chất gà. Díp băng vô găng u bát chất gà. Đoạn thứ 3: Sáp bát vô gá quý sang vô tăng. Sáp bát vô gá quý sang vô tăng. Đoạn thứ 4: Ta ma hằng rù mi pram ma năng. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên hít toa. Hít toa đây là một cái động từ bất biến, hay còn gọi là bất biến quá khứ phân từ. Bất biến quá khứ động từ. Bất biến có nghĩa là không có chia nữa. Mà quá khứ là chỉ cho cái thời quá khứ. Hít toa từ căng ha. Căng ha có nghĩa đó là cắt đứt hay là giết chết. Cắt đứt hay là giết chết. Trời, ngài Hòa Thượng, ngài dịch là gì?
từ bỏ ha, bỏ trói buộc, rồi lấy thêm nghĩa từ bỏ nữa. Từ thứ hai manusaka là manusa, manusaka ha. Manusaka, manusa là nhân loại, là con người, mà manusaka là thuộc nhân loại con người. Căn là chia theo đối cách. Manusaka là thuộc nhân loại hay thuộc con người? Yoga, yoga chia theo đối cách, cách thứ hai. Yoga dịch là ách phược. Ách phược. Nếu mà mình dịch ra tiếng Việt đó là sự xiềng xích, sự trói buộc. Nếu coi Ngài Hòa Thượng mình cho người dịch là gì? À, trói buộc luôn. Ngài cũng dịch là trói buộc. Đoạn thứ hai, đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên Diếp Băng. Manusaka đó là thuộc về nhân loại, thì Diếp Băng đó là thuộc về cõi trời. Từ tiếp theo Yoga, Yoga chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi, ách phược. Từ cuối cùng Upacchaga. Upacchaga đây là một cái động từ quá khứ, nó đồng nghĩa với những cái động từ như là atikamati hoặc là atikanta. Có nghĩa là đã thoát khỏi, đã vượt qua. Và quá khứ thành ra chúng ta dịch là đã. Đã quá khứ, đã thoát khỏi, đã vượt qua. Đến đoạn thứ đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có chỉ có một từ ha, nhưng mà đây là một cái hợp từ. Chúng ta tách ra sáp bá cộng với là yoga cộng với là quý sang du tăng. Sáp bá là tất cả này, yoga là ách phược, quý sang du tăng đó là ly ha, ly hệ phược. Ly hệ phược hay là tách rời ra, ly hệ phược hay là sự tách rời ra. Như vậy chúng ta dịch cái hợp từ này đó là tách rời nữa là xa lắm, tất cả ách phược, lìa khỏi ha, chúng ta dịch cái nghĩa lìa khỏi hay hơn ha, lìa khỏi tất cả ách phược. Đoạn cuối cùng chúng ta đã biết nghĩa rồi. Bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi nè. Ở trong cái câu kệ này chúng ta thấy có bốn đoạn, nhưng mà là hai cái mệnh đề. Đoạn 1 và đoạn 2 thành ra một, thành một mệnh đề. Đoạn 3, đoạn 4 thành một mệnh đề.
Ở trong đoạn 1, đoạn 2 chúng ta thấy có một cái bức biến quá khứ phân từ, thành ra chúng ta sẽ lấy cái từ đó dịch trước. Sau khi từ bỏ manusakang yogang, ắt phượt thuộc lại loài người. Upachaga vượt qua hay là thoát khỏi ắt phượt cõi trời. Ahang ta rumi gọi tăng người ấy. Sapa yoga uy sang yut tăng, người đã lìa khỏi tất cả ắt phượt. Brahmanang là bà la môn. Hoặc mình có thể dịch ngược trở lại ha. Ahang ta prumi gọi tăng người ấy. Thi tòa ma nu sa căng vô găng, người đã từ bỏ sự ràng buộc thuộc loài người. Upachaga, người đã thoát khỏi Deep Bang Yoga, sự ràng buộc cõi trời. Sapa Yoga Wisang Yutang, đã lìa khỏi tất cả sự tối buộc. Brahmanang là Bà La Môn. Và đó là toàn bộ ý nghĩa từ và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 417. Kính triền Sít Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 417. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Aphivademi Svakkhato Phakkavata Thammo Thammang Namassami Suppatipanno Phakkavato Savakka Sangho Sangkhang Namami Namassutu Ratana Tayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đứng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, từ Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài là Thầy cả của chư thiên và nhân loại. Giáo Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng có công năng hướng thượng, có công năng ngăn trừ hoặc đoạn tuyệt được các căn bệnh phiền não, những ai thực hành theo, ắt sẽ được sự lợi lạc. Tăng chúng là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, các ngài thừa hành Như Lai Sứ, tác Như Lai Sự, là mô phạm của chúng sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn Đức Tam Bảo. Một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại Rum Pháp Cú Kinh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, câu kệ hôm nay chúng ta học là câu kệ Pháp Cú số 417. Câu kệ này nằm trong phẩm Brahmana Vakka, phẩm Bà La Môn. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại quê Lúa Ná, đề cập đến một vị tỷ kheo trước đây
tức là trước khi đi tu đó, đã từng làm nghề khiêu vũ. Tương truyền rằng có một thiện gia tử từng sinh sống bằng nghề khiêu vũ. Một hôm anh chàng này theo đại chúng đến tịnh xá nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Qua lời pháp của Đức Thế Tôn, anh này nhận ra thấy rằng đời sống thế tục thật sự là nhàm chán. Cho nên anh ta xin được đi tu, được đi xuất gia, từ bỏ đời sống thế tục. Và sau khi tu xong trở thành vị kheo, vị này đã tinh cần tinh tấn hành đạo, chẳng bao lâu sau đã tụ được cứu cánh đời sống tu hành, tức là chứng đạt được đến đạo quả A-la-hán. Một hôm, vị tỳ kheo này cùng với đại chúng có Đức Phật đi vào ở trong làng để mà trị bệnh khất thực. Thì vị tỳ kheo này thấy một người khiêu vũ khác đang biểu diễn nghệ thuật nhảy múa. Chư tỳ kheo đi chung với vị này cùng với Đức Phật đó. Người khiêu vũ khác đang biểu diễn nghệ thuật nhảy múa đó, cho nên mới hỏi cái vị tỳ kheo mà trước đây đã làm cái nghề khiêu vũ đó. Hỏi rằng, này hiền giả, cái người khiêu vũ đang biểu diễn những cái trò mà ngày xưa hiền giả đã từng biểu diễn, vậy chứ hiền giả có thỏa thích, có ngứa nghề với cái trò biểu diễn đó không? Thì vị tỳ kheo này mới trả lời, thưa chư hiền, tôi không còn thích thú nữa. Chư tỳ kheo mới bàn tán với nhau rằng, vị tỳ kheo này nè, khoe pháp bậc cao nhân, cho rằng mình là bậc A-la-hán. Khi mà nghe chư tăng kháo như vậy đó, thì Đức Thế Tôn ngài mới lên tiếng. Ngài nói, này các tỳ kheo, con Như Lai đã vượt khỏi các phiền não rồi, cho nên không còn thích thú với bất kỳ cái chi cả. Nói như vậy xong, ngài mới thuyết lên câu kệ: Hi tua ma nu sa căng vô găng, Điếp băng vô găng u pa chắc gà, Sáp bạc vô gá quý sang dút tăng, Tạ ma hằng rù mi pram ma năng. Và câu kệ này được ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ 5 chữ: Bỏ trói buộc loài người, vượt trói buộc cõi trời, giải thoát mọi ràng buộc, ta gọi Bà La Môn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là: Lìa xa hạnh phúc cõi người, lìa luôn phước báo cõi trời cao sang, thoát bao cám dỗ quy hoàng, những bậc như vậy đồng hàng Bà La Môn. Và đồng thời quý vị cũng nghe chúng tôi chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Thành ra qua ba bản dịch này, đây là ba cái phần tham khảo để chúng ta hiểu rõ ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật ngài dạy. Rồi kia hiểu rõ rồi, đi vào tai nè, đi vào não, vào đầu nè, rồi thấm vào ở trong xương, trong tủy của chúng ta đó, kia biến ra bằng lời nói, bằng hành động. Thì khi đó xem như chúng ta nghe pháp, học pháp và có hành theo pháp. Nghe pháp, học pháp như vậy đó, thì xin thưa quý vị đó, con đường đến Niết Bàn đối với chúng ta đó sẽ ngắn thôi. Dạ, sẽ ngắn thôi. Bây giờ chúng tôi mới cùng với quý vị tìm hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali này.
theo chiều rộng, chiều sâu, để chúng ta dễ dàng ứng dụng. Đây là câu kệ nằm trong phẩm Brahmana Vagga, phẩm Bà La Môn. Mà cái từ Bà La Môn ở đây đó, chúng ta hiểu là Bà La Môn theo ý nghĩa Bà La Môn theo pháp. Mà Bà La Môn theo ý nghĩa Bà La Môn theo pháp tức là chỉ cho bậc Thánh Thinh Văn A La Hán. Dạ, bậc Thánh Thinh Văn A La Hán. Vậy thì các cái pháp tính hay là các cái đức tính đề cập ở trong cái câu kệ này đó là các pháp tính, các đức tính của một bậc A La Hán, các pháp tính, các đức tính của một bậc đã giải thoát hoặc là tất cả các phiền não hoặc là tất cả các khổ đau. Tất cả các phiền não có nghĩa là vị đó vẫn còn sống, còn tất cả các khổ đau có nghĩa đó là vị A La Hán viên tịch. Vị A La Hán viên tịch thì mới giải thoát hết tất cả các khổ đau. Còn khi mà còn sống đó thì xin thưa quý vị đó, vẫn còn khổ đau ha. Theo quý vị còn không? Không còn phiền não, nhưng mà còn cái thân này. Thì còn cái thân này đó, xin thưa quý vị, vẫn bị chi phối bởi nghiệp quá khứ. Vẫn còn chi phối bởi thời tiết nè. Vẫn còn chi phối bởi vật thực. Theo quý vị, bệnh do mấy nhân? Bệnh do bao nhiêu nguyên nhân? Còn thân tức yếu phải còn bệnh, còn già. Nhưng mà ở đây chúng ta nói về bệnh thôi. Bệnh do bốn nhân. Thì đối với bậc A-la-hán đó, bệnh mà do tâm đó, thì tâm của bậc A-la-hán đó là tâm đã cực kỳ thanh tịnh rồi. Thì thành ra đó là không có cái sự phiền muộn nữa. Do vậy đó, cái nhân thứ nhân mà do tâm đó là không còn. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, sống ở trong cuộc đời này cũng vẫn cứ phải bị chi phối bởi thời tiết. Thời tiết mà nó thay đổi đó, dẫn đến ho ho sổ mũi, giống khi nãy quý vị nghe chúng tôi hít xì cái đó. Rồi là ăn uống nè. Người tu xin thưa quý vị, là sống nương nhờ vào đàn na tín thí, ai cho gì ăn đó. Chứ mình đâu có được quyền chọn. Người ta cho đồ ngon thì mình ăn đồ ngon, người ta cho đồ dở thì mình ăn đồ dở, người ta cho đồ thiếu mình cũng phải ăn đồ thiếu. Và nếu khi đó các cái vật thực đó mà cái cơ thể của mình điều tiết không được, thì khiến cho đó tứ đại nó sẽ bất quá, dẫn đến bệnh. Rồi do nghiệp quá khứ nó chi phối nữa. Cho đến khi nào đó mà vô dư ý niết bàn đó, thì lúc đó cái nghiệp quá khứ này mới bị xù. Chứ còn khi nào mà còn tồn tại thì nghiệp quá khứ nó vẫn cứ đeo đẳng nó chi phối. Thì thành ra đó là cứ vẫn còn khổ. Hết khổ tâm nhưng mà vẫn còn khổ thân. Bậc A-la-hán viên tịch thì mới hết khổ, hoàn toàn hết khổ. Vậy thì bậc Bà La Môn ở đây đó mình hiểu ha. Một là bậc A-la-hán đang còn sống. Hai là bậc A-la-hán đã viên tịch. Do đó các cái pháp tính, đức tính đề cập ở trong đây nè, mình, bản thân của mình khi học Phật Pháp có cái ước muốn, chí hướng hướng đến giải thoát mọi khổ đau, thì mình cũng phải tập tành sống theo. Mình tập tành sống theo cho đến khi nào đó mà mình thành tựu được các cái pháp tính này nè, các cái đức tính này nè, mình còn sống thì mình hết khổ tâm. Mà mình chết đi đó thì lúc đó mình mới hoàn toàn hết khổ đau được. Dạ, hết khổ đau được. Thì học các cái pháp tính này ha, hoặc là mình trưởng dưỡng, hoặc là mình nhàm chán giống như các cái vị này vậy đó, thì lúc đó đó mình mới có được cái sự tiến bộ. Từ sự tiến bộ đó đó mình mới
phẩm như các. À, thì ở đây nè, câu kệ này Đức Thế Tôn Ngài dạy có ba pháp tính hay là ba đức tính. Thứ nhất đó là hi tòa ma nu sa căng vô căng, là từ bỏ sự ràng buộc thuộc loài người, hay là từ bỏ ách phược thuộc loài người. Chữ vô căn ở đây xin thưa quý vị dịch theo tiếng Hán đó là ách phược, dịch theo tiếng Việt đó là sự ràng buộc hay là xiềng xích. Vậy thì dịch theo tiếng Hán nó ách phược đó là mình hiểu như thế nào? Cái từ yoga này cái nghĩa đen đó xin thưa quý vị là cái ách máng trên con trâu con bò đó xin thưa quý vị. Cái ách máng trên con trâu con bò đó để cho con trâu con bò đó đó nó cày nó bừa nó kéo hàng, nó kéo hàng. Đó thì ở trong cuộc sống này nè xin thưa quý vị, mình là loài người nè, mình là con người nè. Thì theo quý vị đó, mình có bị máng những cái ách lên cái cổ của mình không? Có. Mình có cái thân này nè, thì mình có phải đó là lao động vất vả để mưu sinh không? Cày bừa tối ngày, thì mình mới có cái ăn nè, cái mặc nè, chỗ ở để thuốc trị bệnh, rồi thuốc trị bệnh. Đây là bốn nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ đời sống cho con người. Mình tồn tại nè, mình sống ở trong cuộc đời này thử hỏi bà con, chứ mình không có lao động đó thì là mình lấy cái gì để mà mình ăn, mình lấy cái gì để mình mặc, mình lấy cái gì để mà mình ở. Đó thì khi mà lao động đó, chúng tôi thường nghe công nhân này, hoặc là nhân viên văn phòng rồi đó, họ nói nhau đó. Hôm nay cài một chóp nè, hoặc là cài hai chóp, hoặc cài ba chóp. Chắc cái khái niệm này quý vị cũng đã nghe, và thậm chí còn nghe nhiều hơn chúng tôi. Đó thì ở trong sống trong cuộc đời này mình phải cài vậy đó, cài để nuôi cái bản thân của mình đây nè. Quý vị thấy có khổ sở không? Thì cái cài đó, đó là yoga này nè, là ràng buộc, là trói buộc. Vì mình còn muốn được sống hay cho nên mình phải đi cài vậy. Thì sẵn đây chúng tôi nói rộng ra luôn nè. Giữa người ham mê cái cuộc đời này và giữa người nham chán cái cuộc đời này, theo quý vị khác nhau hay là giống nhau? Thấy từ ngữ thì nó cũng đã khác rồi. Vì do mình ham mê cái cuộc đời này cái thành ra mình phải cày vậy. Còn ai mà nhàm chán cái cuộc đời này thì người ta đâu có cần cày. Thành ra hồi nãy chúng tôi mới nói với quý vị đó là gì? Người tu á, người tu thật thụ nha xin thưa quý vị, là người từ bỏ gia đình để sống đời sống không gia đình, nương vào sự hộ trì hay là hỗ trợ của Đàn Na Tiên Thi. Lúc đó người ta cho mình cái gì thì mình ăn cái đó, còn tăng cho thôi nhịn đói, chứ mình không thèm cay. Dạ, mình không thèm cay. Không thèm cay để có cái ăn nè, cái mặc nè, chỗ ở nè, thuốc trị bệnh. Mà lúc đó sống nương vào cái quả báo của sa môn, sống nương vào cái quả của nhân phước quá khứ. Đó, thành ra nội sơ sơ chúng tôi đang nói người tu thôi đấy ha, chứ chúng tôi chưa có nói người tu là bậc thánh mắt nữa đó. Nếu mà bậc A-la-hán đó thì là chúng ta lại thấy một khác nữa. Là sống tùy duyên. Ai cho gì ăn đó, ai không cho thôi. Ai cho ngon ăn ngon, ai cho dở ăn dở, ai cho nhiều thì ăn vừa đủ thôi, chứ đem đi cho người khác. Không tích trữ, không tích lũy. Đó thì thử hỏi quý vị chứ, cách sống vậy đó mình có gọi là đi cày không? Cày đâu mà cày.
Cày là gì? Khi nào mình còn ham mê, còn thích, còn đắm nhiễm đối với cái ăn, cái mặc, chỗ ở, thuốc trị bệnh đó, mình mới phải đi cày. Cho thôi nè, để theo quý vị đó, sống trong cuộc đời này là mình sống có mình, phải không? Khi mà sinh ra mình hay bắt đầu lớn lên, cái lớn lớn lên tí đó, chồng thì có vợ có chồng thì mình cũng phải cày nữa để nuôi vợ nuôi chồng, cày tiếp. Rồi có vợ có chồng xong đó là có con hả, bắt đầu phải cày thêm mấy chóp nữa để nuôi con. Rồi có vợ có con xong rồi chẳng lẽ ở dưới gầm cầu, cho nên phải có nhà, có xe cổ thì lại tiếp tục cày nữa. Cậu quý vị thấy không? Vô gã là như vậy đó. Vô gã thuộc ma lu sát căng vô căng, là sự trói buộc hay là ách phược thuộc về loài người. Thì ách phược này chúng tôi đang giải quý vị theo cái nghĩa đen đó, là cái ách mà buộc vô cái cổ của con bò hay là con trâu đó, để nó cày bừa nè, nó kéo, nó thồ hàng đó. Thì cái con người của mình cũng vậy, cũng phải cày bừa công làm việc đó, để nuôi sống mình, nuôi sống chồng vợ, nuôi sống con cái, nuôi sống ông bà, giúp ích hàng quyến thuộc, vân vân. Rồi là gì? Xây dựng công danh sự nghiệp, xây dựng nhà cửa, sắm sửa xe cổ, các phương tiện để thụ hưởng dục lạc ngũ trần. Thì theo quý vị đó, khi mà mình đổ mồ hôi, mình đổ mồ hôi nước mắt, mình gây dựng, mình cày bừa để có những cái đó, đó là gì, do gì ạ? Có phải là gì do mình ham mê không? Do mình thích thú không? Do mình đắm nhiễm? Cho nên mình mới cày bừa vậy. Thì bây giờ đó, ngược trở lại, toa từ bỏ nó đi. Thì muốn từ bỏ được đó là mình phải thấy được cái mặt trái. Chứ mà mình không có thấy được cái mặt trái đó thì mình không có từ bỏ được đâu. Dục lạc ngũ trần, vị ngọt ngon thơm ngát, làm động lòng, làm xáo xuyến tâm can, thấy hiểm nguy trong vị ngọt ẩn tàng. Đó, mình phải thấy được cái hiểm nguy ở trong cái vị ngọt của các dục lạc ngũ trần đó. Đức Thế Tôn ngày nói đó là các dục đó, vui thì ít mà khổ đó thì nhiều, não hại càng nhiều hơn. Mình bản thân của mỗi người này là phải thấy ra được cái nguy hiểm, cái não hại càng nhiều hơn đó thì từ cái chỗ đó mình mới nhàm chán, mình mới từ bỏ được. Còn mà mình không thấy ra đó thì theo quý vị làm sao mình từ bỏ được? Mình cứ thấy nè, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao đó, người ta kêu mình từ bỏ thì làm sao mình từ bỏ được, xin thú gì? Đôi khi đó mình nể người ta nè, mình sợ người ta nói nè, tôi sẽ từ bỏ, con sẽ từ bỏ, nhưng mà quay lưng cái đó, từ bỏ không? Nói thiệt với người đời, từ bỏ chết liền. Do đó bản thân của mình phải chiêm nghiệm, phải thấy ra được cái mặt trái, thì mình mới từ bỏ. Mình thấy ra được nữa nha, từ cái việc đó mình ham mê ham thích trong thụ hưởng dục lạc ngũ trần này nè, để tìm kiếm nè cái ăn đó, cái có ăn nè, rồi gì, ăn nó ngon hơn, cái mặt nè, rồi mặt đẹp hơn, cái ở nè, ở khang trang hơn, cái trị bệnh đó, nó tăng tiến hơn, nó hiện đại hơn. Mình đi tìm kiếm vậy đó, thì từ cái chỗ đó đó dẫn đến là gì, xin thưa quý vị? Mình mới cày bừa nhiều. Mà thử hỏi bà con, chứ cái đi tìm kiếm đó mình có thỏa mãn được không? Mình có tìm kiếm đến cái đụng nóc được không? Không. Một món ăn thôi, hoặc là một món nước uống thôi, mình cũng không có bao giờ mãn được. Uống cái này rồi muốn uống cái khác rồi muốn uống cái khác nữa, cứ đi tầm cầu mãi mãi vậy.
Nhưng mà ở đây xin được hỏi quý vị này nha. Để có được một cái ly nước mát để uống thôi ha, xin thưa quý vị, chứ chúng tôi không có ví dụ cái gì cao sang cả. Thì theo quý vị mình có phải đánh đổi không? Đánh đổi rất là nhiều đó xin thưa quý vị. Nếu mà bà con chúng ta suy gẫm chiêm nghiệm này nha, thì mình thấy để có được một cái gì đó thì mình phải đánh đổi rất là nhiều thứ khác mình mới có được cái này. Mất thời gian, mất công sức, mất tiền bạc, mất rất là nhiều các cái thứ để mình có được cái đó. Vậy thì có cái ly nước đó xin thưa quý vị, uống cho vèo 1-2 phút là xong. Mà để có được cái ly nước uống 1-2 phút nó xong đó, mình phải mất biết bao nhiêu thứ, mình phải đánh đổi biết bao nhiêu thứ đó. Thì từ cái chỗ đó mình có cái sự so sánh, có cái sự chiêm nghiệm suy gẫm nhận thấy ra cái vấn đề này đó, hay là cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ đó vậy đó. Thì từ cái chỗ đó mình sẽ thấy nó ngao ngán, nó chán chường quá. Bản thân chúng tôi đấy xin thưa quý vị, có nhiều khi mà người nó hơi mệt cái không có qua chuộng cơm, nó phải ở bên phòng đó phải tự bắt cái nồi lên nấu miếng cháo ăn á. Thì quý vị thấy nè ha, muốn có được một chén cháo để ăn nè nha, là phải đi vo gạo nè, đổ nước vô, ghim nồi cơm điện nè, chờ nè ha, cho nó sôi lên nè ha. Rồi phải về canh để dỡ cái nắp ra, chứ mà không có dỡ cái nắp ra nó trào một cái là lát nữa đó, lại về phải tốn công sức để mà lau chùi nhà cửa nữa. Rồi sau khi múc chén cháo ra ăn xong rồi phải đem cái nồi đi ngâm này nha. Ăn cháo xong phải đem cái chén ha, đũa muỗng gì đó, rồi cái nồi phải rửa nè. Đâu quý vị thấy không? Ăn chén cháo thì nó đâu bật được bao lâu thời gian. Đó mà phải tốn biết bao nhiêu công sức vậy đó. Còn chưa nói đến cái chuyện là cái gì? Để có được cái gạo đó nè, để có được cái nồi cơm điện đó nè, để có được điện nè, rồi để có được nước nè. Đó thì mình phải đánh đổi biết bao nhiêu thứ. Mình phải đánh đổi được biết bao nhiêu thứ. Thì từ cái chỗ đó đó mà mình thấy ui, để có được miếng ăn này thì ôi thôi ha, mình phải trả giá biết bao nhiêu thứ. Ước chi đó mình đừng có ăn, mà mình vẫn sống được đó thì nó vui quá. Vậy thì làm sao đó mình không sống được xin thú gì? Làm sao mình muốn ăn thì tất yếu phải vậy. Thì bây giờ đó mình đừng có muốn ăn nữa. Tức là gì? Từ bỏ đi cái sự thích thú nè, ham mê nè, đắm nhiễm trong ăn uống, trong ăn uống đó, thì lúc đó đó là mình sẽ ly được các dục. Và ly được các dục là ly các dục đó xin thưa quý vị. Thì khi mà ly được các dục này, ly xa được các dục nè, thì sau khi thân hoại mạng chung mình sẽ không có bị tái sanh lại ở cái cõi dục. Đó thì có thể đó là gì? Mình sẽ tái sanh về cõi sắc giới. Tập dần dần vậy đó. Đến một lúc nào đó mà mình thật sự ly được các dục, ly xa được các dục. Thì các dục ở đây đó, ở đây chúng tôi mới ví dụ trên phương diện món ăn thôi ha. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rộng, hiểu xa ra đó. Là ly xa được cái gì? Sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Đây là năm dục hấp dẫn, hay gọi là năm dục công đức. Có chỗ dịch là năm dục công đức. Nhưng mà mình hiểu cho nó cụ thể rõ ràng là phải là năm dục hấp dẫn. Bởi nó hấp dẫn quá mà. Mình lìa bỏ đi năm dục hấp dẫn này đó. Thì ly được các dục này nè, ly được các bất thiện pháp đó, thì lúc đó mình sẽ chứng được thiền. Chứng được thiền. Thì khi chứng được thiền đó, mà mình giữ được cái ấn chứng của thiền đó, sau khi thân hoại mạng chung mình sẽ sanh về cõi sắc giới. Cõi thiền đó xin thưa quý vị.
thì ở trên đó đó là mình thèm ăn nữa nè. À, mình không có thèm là ngắm nè, là nhìn Đức Thế Tôn gì, mình cũng thèm nghe nè, mình cũng thèm ngửi, mình cũng thèm nếm nè, mình cũng thèm đụng chạm. À, giường cao niệm ấm nè, hoặc là gì đó, vợ đẹp con ngoan nè, không cần, không thèm mấy cái đó. Đó là mình phải nhàm chán được à, các dục này thì mình mới sanh về các cái cõi trên kia. À, nhưng mà xin thú gì đó, sanh về trên kia đó rồi hết phước cũng rớt xuống lại. À, do đó là gì, mình phải ly, mình phải từ bỏ luôn. Hồi nãy chúng tôi trình bày với quý vị ở đây là mới có vật thôi, à, thôi bây giờ mình phải từ bỏ luôn phiền não dục. À, thì muốn từ bỏ được luôn phiền não dục đó ha, thì là phải gì, mình phải quán chiếu năm dục nào thế này theo cái hướng vô thường, khổ, vô ngã. À, thấy được đó, nó ngon hay là nó dở vậy đó, nó cũng biến hoại đổi thay. À, và để được cái ngon hoặc là bị ăn cái dở đó, nó cũng khiến mình bị vô vàn những cái đau khổ. À, và không phải mình muốn ăn ngon mà nó có được, không phải mình bị ăn dở mà nó có được, mà là cái gì, nó tùy thuộc, nó lệ thuộc vào cái điều kiện của cái ngon cái dở đó. À, nhận ra, thấy ra được cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã ở trong năm dục này đó, thì lúc đó mình sẽ lìa, từ bỏ được luôn phiền não dục. À, vậy thì từ bỏ cái ách phược thuộc về cõi người đó là như vậy. À, nhưng mà xin thưa quý vị đó, có những người đó thấy rằng sống làm người đó nó khổ, sống làm tiếng sướng hơn. À, giống như cái vị thiên tử mà đến chùa Kỳ Viên gặp Đức Phật rồi gặp hội chúng, thấy hội chúng con người mình tuổi thọ nó cao lắm, 100 năm mà sống buông thả buông lung này, thụ hưởng này, ha. 100 năm cõi người mình bằng có ngày ở trở nên, xin thưa quý vị, bằng ngày cõi trời Bamba đó, đó nó ngắn ngủi vô cùng vậy đó, mà cũng cứ ham mê thụ hưởng, không có lo tu hành rồi chi cả. Cái ông mới nói, ông khuyên ta đó. Ông đang sống ở trở nên sung sướng hạnh phúc đó, ông khuyên ta thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quan sát sợ hãi tử sanh này, hãy làm các công đức để hưởng chân an lạc. Đó, có 100 năm đi cái vèo hết liền. Ông không phải vua trời Đế Thích đâu, đây một vị thiên tử thôi. À, sao ông chịu làm phước đi, sanh về trển sống giống như ổng cho nó sung sướng vậy. À, cái Đức Thế Tôn ngài nói đó, cái này là diễn giải của chúng tôi ha. Ông sướng vậy đó, nhưng mà ông sống hết tuổi thọ ông rồi, ông cũng rớt à, rồi ông cũng bị khổ giống ta thôi. À, do đó Đức Thế Tôn ngài dạy, thời gian lặng trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quan sát sợ hãi tử sanh này, tâm hướng cầu tịch tịnh, hãy từ bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Từ bỏ mọi thế lợi tức là gì? Hi toa manusakang vô găng, từ bỏ đi những cái gì trói buộc của loài người này nè. Điếp băng vô găng, từ bỏ luôn những cái gì trói buộc của cõi trời đi, xin thú gì. À, từ bỏ mọi thế lợi là từ bỏ cái đó. Nhưng mà từ bỏ cái đó mới từ bỏ vật thôi. À, vật trói buộc thôi, còn phải từ bỏ luôn phiền não trói buộc. Thì để từ bỏ được phiền não trói buộc thì buộc lòng phải thấy cho được cái tính chất của pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã. Thì lúc đó mới từ bỏ được. Dạ, lúc đó mới từ bỏ được. À, thì ở đây chúng tôi đang nói con người đó, xin thú gì, có những khi đó thấy cõi người đó nó khổ vậy, muốn trở thành tiên đó. Muốn trở thành tiên đó,
thì cho nó sướng sướng hơn tí đó. À, như là khi ông chư thiên hồi nãy chúng tôi mới nói nè, à, hoặc là cái cô gọi là Phát Chí Pu Chắc Cá, à, là cái cô mà làm phước để gặp lại chồng của mình đó. À, cô có một ông chồng ở trên cõi trời 33 đang du ngoạn hưởng thụ dục lạc ngũ trần trần với chồng của mình ở ngoài cái hoa viên đẹp đẽ. À, đùng cái cổ chết, cổ hết phước, cổ chết xuống loài người, nhưng mà cổ lại có cái may mắn là nhớ được kiếp quá khứ, à, là mình đang chơi với chồng của mình ở trên cái giường hoa đẹp đẽ cõi trời 33 đó. Mà cũng may cho cái cô này là cổ hiểu ra mình muốn trở lại cõi đó thì buộc lòng mình phải làm phước, bố thí, trì giới, tu tiến. Và à, cổ thích thú với cái sự trói buộc ở cõi trời đó, cổ ham mê với cái sự trói buộc ở cõi trời đó. Cho nên cổ bố thí, trì giới, tu tiến với cái nguyện vọng là được sanh về cái cõi trời đó để đoàn tụ, để thụ hưởng với chồng của mình. Cho đến thù với chồng của mình. Có một số chúng sanh vẫn vậy đấy, xin tôi. À, thấy cõi người này khổ hơn cõi trời, cho nên đó là gì? À, tạo phước để sanh về cõi trời. À, nhưng mà rồi lại cũng có một số chúng sinh đó, à, thấy rằng là dù cho đi đâu đi nữa đó, à, thì cũng vẫn cứ bị khổ như thường. Thì từ cái chỗ đó đó, người ta mới quán chiếu suy gẫm để thấy ra được cái tính chất vô thường, khổ vô ngã của pháp hữu vi. Cứ khi nào mà mình còn tồn tại, dầu cho tồn tại ở hình thức là con người, hay là con thú, hay là người trời. Người trời ở đây đó, trời dục giới nè, trời phạm thiên. Và cho đến người trời cõi phi tưởng xứ luôn đi, là tuổi thọ lâu nhất đó, đến 84.000 đại kiếp. Thì xin thưa quý vị, hết cái phước đó cũng vẫn có nguy cơ bị đọa xuống làm con thú như thường. Dạ, làm con thú như thường. À, theo quý vị nữa ha. Quý vị đọc kinh sách nhiều rồi đó, quý vị biết ông đạo sĩ A Tư Đà là cái người mà coi bói cho thái tử Siddhartha đó. Ổng vừa cười vừa khóc đó. Thì sau khi ổng hưởng hết tuổi thọ ở trên cõi trời phi tưởng xứ đó, ổng sẽ đọa xuống làm cái gì? Quý vị có nhớ không? Ông sẽ đọa xuống làm con khỉ đấy, xin thưa quý vị. À, thì từ cái chỗ đó quý vị có thấy chán ngao ngán chán trường không? À, nếu mà thấy ha, có ngao ngán chán trường thì từ cái chỗ đó đó chúng ta cố gắng đừng có để cho mình đó là gì? Vướng bận dính mắc vào ở trong dục lạc ngũ trần. Không còn vướng mắc vào ở trong cái dục lạc ngũ trần này thì từ cái chỗ đó sẽ dẫn đến gì? Sapa yoga sang yut tăng, là lìa khỏi hay là xa lìa, mà mình cũng có thể nói đó là gì? Là cắt đứt sapa yoga tất cả ác phước. Tất cả ác phước đó thì ác phước bây giờ nè, chúng tôi mới nói đến chi pháp nè, nãy giờ đó là nói theo cái nghĩa đen rồi theo cái tạng kinh, bây giờ mới nói theo chi pháp, nói theo A Tỳ Đàm. Yoga này đó thuộc về bất thiện yếu hiệp có bốn, là kama yoga, là dục ác phước, tức là những cái trói buộc ở trong cõi dục. Yoga hữu ách phược, là những cái trói buộc liên quan đến sanh hữu, tái sanh đấy, sư tu gì, là muốn sanh cõi này, kia nè, muốn ở chỗ này chỗ kia nè, muốn sanh làm người này người kia,
thì cái lòng ước muốn mong mỏi đó đó khiến cho mình bị trói buộc ở trong loài hay là trong cõi. Thứ ba là đích thị yoga, là tà kiến ách phật. Sự hiểu sai khiến cho mình bị trói buộc ở trong ba cõi và sáu đường. Thứ tư, vichcha yoga, là vô minh ách phược, tức là sự si mê không có ngộ ra, không có nhận ra được tính chất nhân quả nghiệp báo, không có ngộ ra được lý tự đệ. Do đó đó là gì? Mình bị trói buộc ở trong luân hồi sanh tử, chúng sanh già chết khổ sầu bởi nhân tứ lậu khởi đầu vô minh. Bốn ách phược này cũng là bốn lậu hoặc. Lậu hoặc. Nhưng mà khi nói lậu hoặc đó, thì bốn cái loại này nè, bốn cái phiền não này nè, nó ngâm tẩm mình. Nhưng khi nói ách phược, thì bốn cái loại phiền não này nè, nó xiềng xích, nó cột trói mình. Dạ, và ai thấy ra được vậy đó ha, từ bỏ nó đi, xa lìa nó đi, xa lánh nó đi. Mình tập dần vậy đó sư thú gì. Thì đến một lúc nào đó đó, mình không còn nữa. Dạ, thì khi đó đó, theo danh xưng, mình sẽ được gọi là Bà La Môn. Nhưng mà theo ý nghĩa đó, thì mình sẽ không còn khổ đau vì phiền não. Và sau khi thân bại mạng chung thì mình sẽ không còn khổ đau bất kỳ một cái chi. Đây là các cái pháp tính, các đức tính mà chúng ta cần phải trau dồi, cần phải huân tu, cần phải tập luyện thường xuyên cho đến cái độ mà thuần thục. Đến độ thuần thục đó, chứ không có phải đó là chúng ta làm ngày một ngày hai, hoặc là khi vui thì làm, mà khi vui thì tu, mà khi buồn đó thì là không có tu. Thì xin thưa quý vị, đó cũng rất là khó, rất là khó để mà đến được Niết Bàn. Thì ước mong đó là tất cả chúng ta đều có cái sự cố gắng siêng năng huân tu các pháp tính, các đức tính này, để một ngày sớm nhất chúng ta không còn bất kỳ một khổ đau nào nữa. Hôm bữa tình cờ chúng tôi vô room rồi nghe bà con chư Phật tử chúng ta phàn nàn, hình như là các cái vị giảng sư giảng hơi quá giờ hay gì đó. Rồi chúng tôi cũng đoán ra rằng là room lớp học Phật Pháp hình như là đổi giờ lại rồi. Thành ra chúng tôi sẽ xin được giảng sớm, trước 8 giờ ngưng. Cho nên giảng đến đây cũng vừa thích hợp với thời gian, xin được chấm dứt thời giảng ở đây. Phước báo phát sanh của sự giảng pháp với đề tài câu kệ pháp cú số phát sanh, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo khác xin được hồi hướng đến tất cả chư thiên trong ba cõi, nhất là các vị có đại quy lực, đại thần lực, cầu mong chư thiên tùy hỷ với phần phước này và hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thu lần thay và thay mặt đại chúng xin thành kính trên đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ thuyết giảng từ vương ý nghĩa và duyên sư bài kinh pháp cú số 417 đến có Sít Cẩm Vân ở trong này hả? Alo, mời Sít Cẩm Vân nhé, tưởng Sít có trong này. Alo, Sít Cẩm Vân giơ tay đi. Đã, đây Sít Cẩm Vân vào. Dạ, chúng con xin được thành kính trên đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ quang lâm đạo tràng để thuyết giảng bài kinh pháp cú số 417 đến hàng Phật tử chúng con để hiểu học hành theo cho sự lợi ích, sự an vui, sự tiến hóa. Chúng con xin được thành kính trên đại đức minh mẫn. Và con xin được thành kính cung thỉnh đại đức minh hạnh từ bi hoan hỷ chúc phúc cho rung. Nam mô Bụt Tha Giá.
Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba buddha anupavena sadaya sadhe bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba dhamma anupavena sadaya sadhe bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba sangha anupavena sadaya sadhe bhavantu te. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng các sự thánh lễ thiền đường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thưa lần thay chúng con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh từ bi hoàn thị chúc phúc cho đúng sau khi nghe pháp. Avatana xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm trong sạch để hồi hướng. Ya thế và đa san thi vi ha ra wa si ni tu pe kha re po thi kha re ta hing ta hing ta tham ma da ne na pa wan tu pu chi ta so ting ka ron te ta vi ha ra man da le te ra cha ma cha na va ka cha pi kha vo sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka kha ma cha de sa ni kha ma cha i sa ra sa pa na bhu ta su khi ta pa wan tu te cha la pu cha ye pi cha an da sam pa wa sang se da cha ta ta vo pa pa ti ka ni ya ni kang tha ma wa rang pa ti cha te sa pe pi du kha sa ka ron tu sang kha yam tha tu chi rang sa tan tham mo tham ma tha ra cha pu kha la ho sang kho ho tu sa ma kho wa Atthaya cha hitaya cha amhe rakatu sattammo sabbe dhammacarino utting sampapunayama dhamma ariyappavedite. Dạ kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ toàn thể đạo tràng sau phần hướng, chương trình sinh hoạt Phật pháp trong rung pháp cú pinh sẽ được khép lại trong vài giây phút tới. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng, kính mời quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu ngày mai vào lúc 17:30 Việt Nam chúng ta trở lại room pháp cú kinh để sinh hoạt như thường lệ. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khà Giá, kính chào tạm biệt và con xin được đóng room.